con nó chơi mà làm thiệt hả? Con có bị ma nhát không? Nhưng mà má mi đã nói với con rồi. Sao? Đi về quê đi, sống cho nó lành. Ở trên này hả, âm thịnh dương suy, có nghĩa là ma nhiều hơn người đó. Là bởi vì ngày xưa ở đây chiến tranh, cho nên người chết nhiều lắm đó. Căn nhà này nè, toàn là người chết thôi mà. Cho nên hả, mình là người sống, mình đến đây ở, họ bị chinh chinh á, tại ra họ mới đuổi mình đó. Xưa nay á, kẻ gây ra lắm tội là con người chứ không phải là ma đâu. Ma còn bái má mi làm sư phụ nữa, sợ cái gì chứ? Sao mà nó bái má mi làm sư phụ? Thường thường ở trên ma là quỷ thì trời, ý con nói là má là quỷ đó hả? Nó tầm bậy tầm bạ của bà, không có nên đâu nghe chưa? Công nhận, con nói má mi nghe nha, kỳ này con với má mi không sợ chết đói nữa. Má mi diễn hay quá chừng mà. Diễn đi làm diễn viên nuôi con đi. Má mi diễn cái gì? Đây nè, đồ nghề nhắc ma của má đó. Hả? Vậy là tối hôm qua con nhát ma trả thù má mi hả? Làm gì có. Vậy chứ ai nhát ma? Nhà có ma thiệt hả má? Trời ơi, có thiệt cái bộ vẫn chơi hả? Thôi đi về đi con, đi về quê đi con. Thôi, con đi đây. Con đi đâu vậy? Thì đi tìm người ở chung, thì bắt tờ rơi chứ đâu. Thôi con đi đi, má mi không đi đâu. Trời ơi. Ê, rồi, không ở nhà mình đâu, đi, má đi nữa. Ê, chỗ này dán được rồi con. Trời má ơi, cấm sao điện nguy hiểm chết người, mắm con chết hả? Ờ, ha. Đây, bên đây. Đây nè, đây nè, người ta dán nè, mày dán theo luôn. Bây giờ vậy nè, má quét hồ, được con dán hay chưa? Ok. Má mày chưa chiêu độc nha, tha hồ mà để trong thứ du lịch. Người chen giỏi. Trời, má còn nhiều chiêu độc lắm con ơi. Dán. Xong rồi má ơi. Ờ. Canh canh có ngay hạn con. Mấy rồi. Cái gì đây? Cho thuê phòng à? À hả? Ừ. Cho thuê phòng, phòng rộng rãi, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, giá cả phải chăng. Nhưng mà chỉ cho nữ thuê thôi, không cho nam đâu. Ừ. À. Về Phương. Trời đất ơi. Bộ biết đọc hả? Cho thuê phòng chứ không phải là cho thuê phường. Ý tôi nói là hai người theo tôi về Phương. Thôi anh ơi, em dán ở đây nhiều ngoài về phường chi nữa. Ờ. À. Về Phương. Má. Gì? Văn phòng. Hả? Văn phòng. Sao con không nói cho má biết? Con đeo kiến thôi thôi cũng thấy. Anh văn phòng, tụi tôi đâu có tội gì đâu. Không có tội hả? Dạ không. Tôi bắt tại trận hai người rõ ràng đang dán thông báo vậy mà không có tội hả? Làm phá mỹ quan của đô thị, cảnh quan của môi trường. Không nói nhiều, về Phương. Dạ thưa anh. Cái gì anh? Lố. Dạ thưa chú. Dạ tụi con á ở dưới quê lên, dạ chân ướt chân ráo, dạ đứa nào cũng còn lóng phèn cả lớp qua lớp á, cho nên đâu có biết như vậy là vi phạm đâu. Ừ. Dạ mà người không biết là không có tội phải không chú? Dạ tụi con cảm ơn chú. Đi. Ê, đi đâu? Tôi xin nhắc lại cho hai người biết, hai người phải theo tôi về phường để lập biên bản xử phạt. Nhưng trước khi đi, tháo bỏ hết tất cả những cái thứ mà hai người dán cho tôi,
làm sạch bức tường này sạch cho tới mức độ mà y chang lúc đầu cơ. Công trình con với má Mi dán từ nãy tới giờ. Mau lên thảo luôn cái tờ chuyển nhà luôn. Ê, vừa phải đi chứ, tụi tôi chỉ dán cho thuê phòng thôi, còn này chuyển nhà mà chuyện nào ra chuyện đó chứ. Ừ, thảo luôn rồi về phường. Còn đó, ma mới kiến đen thui kia, rồi gặp văn phòng không thấy để bị phạt, mừng ăn chưa được gì á mà bị phạt tiền rồi, đau thiệt á. Giờ chưa có khách thuê phòng nữa làm sao giờ má? Thì bây giờ đi phát tờ rơi tiếp chứ sao hả? Làm như vậy là vi phạm pháp luật mới biết không? Biết gì đâu vi phạm. Trời sợ... ơi, má đã nói với con rồi, má có nhiều chiêu lắm. Coi đây nữa hả? Ở đây nè. Trời má ơi, bị bắt nữa rồi sao? Yên tâm đi, bây giờ hả, mình lại mình đưa người ta, mình phát xong á mình chạy liền, làm sao ta thấy được mình? Được không má? Được, có người đọc tức là mình sẽ có khách hàng. Đi. Nam không phát. Má, hai pha phát không má? Nửa này nửa nọ. Phát. Nữ thì con. Má, nam mà má. Trai đẹp trai có quyền. Trời má ơi. Ê, đứng lại. Ồ, giọng này sao nghe quen quá ta. Ồ. Sao con kêu má? Con đeo đen không thấy đường. Cứ vậy hoài à. Ồ. Hai người tái phạm à. Về phường. Nữa. Phạt nữa hả? Gấp đôi. Gấp đôi. Chứ sao? Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh. Thì hai người này làm vậy rất là mất mỹ quan đô thị. Và việc làm của anh là làm cho chúng tôi rất là cảm thấy cảm kích và vui. Ờ, hai người này bị phạt là đúng. Cảm ơn anh. Đứng lại. Anh quay lại mà nhặt lên tờ giấy anh vừa dứt đi cho tôi. Xin lỗi, tôi vui quá. Anh cũng phải theo tôi về phường lập biên bản xử phạt. Ủa, tội gì? Tội gì à? Khi mà người ta trao cho anh tờ giấy, anh đã nhận được tờ giấy là anh phải có trách nhiệm với tờ giấy đó, đúng không? Đúng. Vậy là anh vi phạm về hành vi xả rác bừa bãi. Về phường. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Ừ, hành động của người này là phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị. Ừ. Bị phạt là đúng. Ừ. Bắt tay. Ừ. Có người phạt chúng như mình này má. Đi đóng phạt. Phạt tiền gấp đôi. Đau thiệt. Tại má không á. Má số bậy không à. Tại con á. Má mới kiến làm gì? Dân phòng tới không thấy được. Đã không tìm được nhà thuê là còn mất tiền oan. Còn gặp hai cái người xú quẩy này. Ôi, cậu ơi, cậu. Chuyện gì vậy ba? Chào cậu. Đây là Khả Ái. Còn tôi là Khả Mi. Còn cậu là Khả gì? À không, cậu tên gì? Gia Huy. Gia Huy. Gia Huy. Tên đẹp. À, cậu có thể cho tôi biết là cậu tuổi con gì? Tuổi Dậu. À, là con gà. Tuổi Dậu. À, là con gà. Tuổi Dậu. À, là con gà. Tuổi Dậu. À, Dậu với gà cũng là một con. Mà con gà thì hay thích lành. Vậy cậu làm nghề gì? Ca sĩ. Ồ. Diễn viên. MC. Nói chung tất cả những việc dính dáng tới nghệ thuật thì tôi đều làm được, miễn có người mời thôi. Ồ, vậy là người nổi tiếng. Chẳng hay cậu thích màu gì? Màu xám. Ghét màu gì? Màu trắng. À, thôi người ta yêu ghét rõ ràng mà con. Chuẩn men, nổi loạn. Chuyện gì đây cô? Đừng có nói cô định xúi tôi làm những việc không minh bạch nha. Lý lịch của tôi rất là trong sáng đó. Xin lỗi cậu, lý lịch của tôi cũng trong giống như là pha lê vậy đó cậu. À, không có xúi gì hết. Mà tôi muốn mời cậu về nhà để tham quan phòng của tôi được không? Nhưng trong tờ rơi của cô đâu có cho nam thuê. Đúng rồi, chúng tôi không cho nam thuê. Thời buổi gì rồi mà còn bị đặt phân biệt nam nữ. Phải bình đẳng chứ. À, cậu nói đúng. Thời buổi bây giờ là nam nữ bình đẳng. Mình phải cân bằng giới tính với nhau, âm dương hòa hợp, đúng không cậu? Dạ, vậy thì mời cậu về. Ok, vậy thì mình go. Ok, vậy thì mình go. Má này, má Mi, đúng là thánh nữ mà.